Theo tin của báo The New York Times, chính phủ Donald Trump vào ngày hôm nay loan báo sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, sau nhiều năm tách xa tổ chức này vì điều gọi là kỳ thị Israel. Một bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào ngày hôm nay cho biết, cùng với lý do kỳ thị Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng có nhu cầu cải cách từ căn bản và nhiều quốc gia không trả tiền phải đóng hàng năm cho tổ chức này. Tuy Mỹ rút khỏi UNESCO, chính phủ Trump vẫn nói vẫn muốn liên lạc có tổ chức với tổ chức này để đưa ra quan điểm và hiểu biết của Mỹ với tư cách là quan sát viên chứ không phải là thành viên. Việc Mỹ rút khỏi tổ chức này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2018. Chính phủ Obama trước đây từng cắt tài trợ cho UNESCO trong năm 2011 vì tổ chức UNESCO đã nhận Palestine làm thành viên chính thức, một điều mà Mỹ coi là tìm cách triệt phá ảnh hưởng của Washington tại các quốc gia khác trên thế giới. Mỹ cũng mất quyền bỏ phiếu trong tổ chức vào năm 2013 vì không đóng tiền. Vào hồi tháng 7, thì UNESCO tuyên bố khu vực đang có tranh chấp gay gắt giữa Palestine và Israel ở thành phố Hebron, nằm trong vùng West Bank do Israel chiếm đóng, là di sản quốc tế của Palestine.